shopgamehongan.com, đại lý mua bán nick ngọc rồng, làng lá, uy tín, giá rẻ, thu mua 1.000 nick giá tốt nhất thị trường. Và hai show bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì clip hôm nay mình sẽ show cho bạn xem cái thành quả update của mình sau vài ngày x3 của AD nhé. Và bây giờ mình sẽ cho bạn xem luôn. Thì hiện tại thì link clip như C đã lên được số mày là 40 tỷ 200 triệu rồi, gần 300 triệu rồi. Nhiệm vụ vẫn tiêu diệt số 4 thôi. Thì chắc nhiệm vụ này mình sẽ dành một thời gian mình sẽ làm cho bạn xem nhá. Còn hiện tại thì mình vẫn chưa làm được các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ show bạn xem luôn con đệ của mình. Đấy, thì đệ mình hiện tại đã sức mạnh là 8 tỷ 3 rồi nhá. Đấy, HP thì như hình. Bây giờ mình sẽ cởi hết đồ ra để cho bạn xem chỉ số của con đệ mình nhá. Thề, nó có cái đầm ở cổ. Nói chuyện rất là khó chịu. Rất là khó chịu luôn. Nó kiểu ngọng ngọng ấy. Ok. Thì đây, hiện tại thì con đại mình có sức mạnh là 8 tỷ nhá, là một đại xây ra, sức mạnh của em nó là 8 tỷ 3, hiện tại sức đánh là 9.000 rồi, đấy, và hiện tại thì skill như hình nhá các bạn nhá, đó, và HP thì hiện tại đã 220.000 rồi, sắp 220.000 rồi, và ki thì có 5.000 thôi, giáp thì đã lên gần 1.000 luôn, thẻ thực sự nó lên rất là nhiều giáp luôn, mình không hiểu, chắc ngày x3 mình úp nó lên giáp nhiều đấy. Đó, HP gấp 3 lần ki luôn nhá. Và khi mà mình mặc những cái cải trang này lên ý. Đây bây giờ mình sẽ mặc. Đây mình chỉ mặc cái găng này thôi. Còn mấy đồ kia toàn là đồ HP mấy đồ hút thôi mà. Đấy, thì đây, mình sẽ mặc cho em nó cái cải trang này nhá. Đó, lên được 15k sức đánh luôn. Quá là dữ đúng không? Đó, HP lên này. Thì chắc tí nữa mình lại treo tiếp các bạn nhỉ. Đó, thì cũng lên được bằng này thôi. Thì các bạn hỏi mình cách úp như thế nào thì mình tiện mình chia sẻ luôn nhá. Thì úp bằng Aclamic ý. Thì đầu tiên nhá, mình sẽ qua một khu này. Mình úp ở bên rừng đá nhá. Rừng đá thì mình khuyên các bạn lên mua cái cải trang vô hình này, úp để tránh cái con Rambo nó ra nó giết mình nhá. Đó, mình úp ở những cái khu này này. Nếu mà các bạn yếu ý thì các bạn lên úp cùng một thằng mà nó cũng treo như thế này này. Để tại sao? Tại vì đệ mình yếu thì quái là pem mạnh, để cho cái con này nó làm hậu phương cho mình. Đó, thì bây giờ mình sẽ đứng ở đây nhá. Và bây giờ mình sẽ cởi tách con đại của mình ra. Thì hiện tại mình hết bùa rồi, cho nên là bùa, cho nên là quái lo pem chết mình luôn. Đấy, và bây giờ mình sẽ, đây, mình tải phiên bản của Hivit nhá. Thì cách treo rất là đơn giản. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình đậu này. Thứ hai là mua bùa đệ tử vào. Thế nhá. Tiếp theo là các bạn tải bản Hivit nhá. Sau khi tải bản VIP xong ấy thì đây các bạn sẽ ấn thông báo đi. Đấy, các bạn ghi chữ búp theo thời gian này, này. Chỉ đánh quái thường này, không nhặt đồ khi tàn sát nhá. Còn đậu này thì tùy theo đệ sơ sinh hay là đệ gì nhá. Còn đệ của mình thì mình sử dụng đậu 3, à không, đậu 5 với đậu 6 thì mình sử dụng 150 giây búp một lần. Đó, cứ 150 giây búp một lần. Còn này thì mình sẽ để cà chiêu để trứng và mình sẽ bấm chữ tàn sát để như này. Tại sao? Mình làm này thì có thể treo 24/24 nha. Tại vì hoạt động trong game nó vẫn diễn ra. Và nó kiểu như là nó có cái hoạt động diễn ra ấy. Tại vì bình thường là các bạn treo cứ để nguyên này thì sau một khoảng thời gian thì nó mới bị sập đúng không? Nó nghĩ là các bạn bị lag hay gì nó sập. Còn các bạn cho này thì nó sẽ tự sử dụng và thì nó sẽ không bị sập nha. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ sau bao nhiêu ngày úp rồi thì bây giờ mình cũng thử đi PK nhỉ. Đây, mình sẽ mặc cải trang này vào. Mình có cải trang hộ không nhá. Đâu rồi? Đâu? Trời ơi, trang phước ở nhà rồi. Bây giờ mình sẽ về nhà nhá. Đấy. Thì dạo này mình thấy mọi người đánh con số may mắn khá là đông nhỉ. Mình thử xem có ai đánh không. Mình đánh thử cho bạn xem nhá. Ê, không ai đánh luôn. Tưởng có mình pem đánh cho bạn xem. Đó, mình có cải trang hộ không này. Còn 18 ngày nữa. Đấy, thì chắc cải trang sự kiện này anh có thôi. Tại vì kiếm rất là dễ mà admin cho tuyệt đối để cho anh em nhận được luôn. Đó. Và bây giờ mình sẽ mua cái này. Đây, mình show bạn xem đồ mình sử dụng nhé. Thì đây, một set sức đánh, một set hút HP nhá. Một set hút thôi. Đó, và ngoài ra mình cho thêm một đồ hút ki nữa sao ấy. Hình như không có đồ hút ki. Đồ hút ki mình cho đệ sử dụng rồi. Đó, găng thì găng này mình mua xong mình đập lên. Thế thôi. Bây giờ mình sẽ đi mua. Đây,
Từ từ mình sẽ cất một số đồ vào rương đã. Thề nhiều đồ quá nó chật hết cả rương luôn. Chúng ta mình chả muốn nhiều đồ này đâu, nhưng mà nó có mấy cái bùa ghê. Từ từ mình nhận thử cái bùa xong rồi mình đổi cái trang xem có đổi không nhá. Không mình bán hết đi. Mình chả để làm cái gì đâu mà. Nhận quà này. Đấy, được X5 truy rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ đổi quà nhá. Mình sẽ đổi quà cho đổi quà 2 xem được cải trang gì. Được Uron, bây giờ mình sẽ đổi quà 2 nhá. Đấy, mình sẽ được cải trang Uron này các bạn ơi. Ui, cải trang này sao Sida nhỉ? À, thấy các bạn bảo là hình như cải trang này nó mấy cái cải trang này như là AD cho, hình như là cho theo phần trăm sao ấy, phần trăm may mắn hay sao, mình không biết được. Các bạn comment mình biết với nhá. Đấy, thì bán mấy cái đồ này đi đã. Xong rồi chúng ta đi PK nhá. Sau bao nhiêu ngày úp rồi thì bây giờ thử đi PK xem mà trình độ lên không. Đệ phải kéo sư phụ lên tí chứ nhỉ. Đúng không? Đó. Thì mua luôn cái này nhá. Ok, mua thành công rồi. Thì đây, mình sẽ bấm PK này. Đây, từ cởi cải trang đó. Đấy, anh em thấy không? Sự đánh lên khá trâu ấy. Hiện tại thì mình hết cả cái cung nộ rồi. Để thử quay về nhà phát lửa xem có cung nộ không nhá. Không có nữa, chịu rồi. Ôi, thôi chịu rồi các bạn ơi. Thôi không dùng sử dụng cung nộ đó. Mình sẽ ăn đây, bổ huyết với giáp xin vào. Đấy, thế thôi. Không cần cung nộ nhá. Thì ăn viên 3 sao nào. Đây, chúng ta đầu tiên sẽ qua một khu này. Một thanh niên Namek. Nhìn khá là ngáo ngơ đấy nhỉ. Ui dồi ôi, mình pèm 1 lít các bạn ơi. Trời nó phết chứ. Đây, mình sẽ nhặt. Đây, bật khiên đây. Đấy, mình sẽ pèm thanh niên này nhá. Bật AK lên. Đây, bật AK pèm thanh niên này xem nó có trâu không nhá. Đây, các bạn thử xem pèm trâu. Mình chỉ sợ nó... Đấy, kiểu này thì mình sẽ test con đại mình ra. Con đại mình nó khá trâu ấy. Đệ mình các bạn thấy chưa? Nó khá là dữ luôn đấy. Thực sự đệ mình nó trâu bò cực kỳ luôn. Nhưng mà được cái là đệ mình khỏe bao nhiêu thì mình yếu bấy nhiêu ạ. Úi. Đây, mình pèm luôn thanh niên này. Ê, mấy này trâu quá. Chắc qua khu khác quá. Úi, lag rồi. Úi. Đấy, trời ơi. Đây, thanh niên đai rồi. Đó, mình sẽ qua khu khác nha. Ui, thề, lag luôn rồi. Đây, qua khu khác đi. Thôi, mình sẽ ở đây pem luôn nha. Ờ, kiểu như sao bọn nó đánh mình chả thấm mấy đâu nhỉ. Ui, mình 1.5 triệu HP lận. Ui, trâu cực. Thề, trâu cực. Ui, tắt tàn sát đi, tắt AK đi nữa. Đó, ổn rồi kia. Ổn rồi, ổn hết rồi. Đây, bè pem thằng trái đất này. Đấy, thằng trái đất Sida này. Đấy, các bạn thấy không? Mình pem này, hút thấm cực. Thề hút thấm cực. Đây, pem này. Đây. Ui, nó choáng mình thấm thế. Thề. Ui, mình đang nằm ở giường các bạn ơi. Đây, mình hồi sinh lên. Phát hành hồi sinh lên. Tỉnh dậy rồi. Đầu tiên mình sẽ pem trái đất này đó. Này khắm nọ lắm. Chào cái gì. Ok, chào luôn. Đây, mình nhặt. Đây, từ từ. Ôi ôi. Thế, đau mắt cực. Không chào anh em. Lại lại thì chào. Đây. Đây, giết thằng này này. Thằng này khắm nọ nhất tem này. Đây, thằng tên tiền này. Pem luôn. Ui dồi ôi. Thề. Nó pem trâu cực. Các bạn thấy thốn không? Nó choáng như kiểu đéo giờ được choáng ấy. Nó đéo để cho sống. Đây, bật khiên lên. Rồi. Bây giờ đến ngày tử của mày rồi. Đây, còn đến thằng này nữa. Đây, thằng này. Này, này, xong chưa? Này. À. Dữ đấy nhỉ. Yeah. Ok, chúng ta tiếp tục thôi. Đây. Đấy, đợi tao à. Con thanh niên đợi tao gắt đấy nhỉ. Đây, anh hồi sinh cho chú không anh chiến tiếp. Này này thì đợi tao ở dưới thế. Anh MT hay cái gì kìa.
này này thì kệ, chết luôn thằng này. Anh có làm clip không? DM thằng Tiên đi, thề mình ghét thằng này cực. Thầy thề yếu cực luôn, nhưng mà nó được cái nó là trái đất, phải nhịn thôi. Đấy, phải xác định luôn. Hồi xin cái mình cho xác định luôn. Thế em không phải Genki đâu ạ. Genki chỉ là mình quen thôi, chứ thực ra mình có thân với Genki mới đâu. Thầy yếu hơn gió gió này, chết. Thế thôi, chắc clip mình tạm dừng đây nha. Ê, nghỉ hưu tí để đi quẩy ngọc rồng, nhưng mà bị thằng lò nó chén mình nhá. À mày thích cởi à, mày xác định mày còn. Đấy. Tiền.